lần thứ 12 tham gia tổng duyệt có hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và hàng trăm loại xe máy, khí tài, quân sự đặc chủng, máy bay trực thăng. Theo kế hoạch của Tiểu ban An ninh Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, Bộ Quốc phòng đã chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện, phối hợp với Bộ Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân chủng Phòng không không quân, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Công binh, Binh chủng Hóa học và Cục tác chiến điện tử chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi mặt, tham gia đúng đủ thành phần và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị khi tham gia các khối diễu binh và diễn tập thực binh xử lý tình huống. Qua sự kiện này đã thể hiện sức mạnh, sự chính quy tinh nhuệ của lực lượng vũ trang cả nước trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện lớn có ý nghĩa chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước. Từng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia thực hiện nhiệm vụ đã xác định rõ ý thức trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tạo ra sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa hai lực lượng quân đội và công an. Qua buổi tổng duyệt ngày hôm nay đã giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh của lực lượng vũ trang và cho thấy sự gắn kết, phối hợp hợp đồng giữa hai lực lượng công an và quân đội trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước. Sau buổi tổng duyệt hôm nay, các đơn vị đã rút ra nhiều kinh nghiệm, tiếp tục nghiên cứu nội dung, phương pháp diễn tập và bổ sung các phương án tác chiến, triển khai huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ. Dự kiến, lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2016.